Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Đại đoàn kết phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Như thường lệ, chương trình sẽ mở đầu với những thông tin hoạt động đáng chú ý của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên diễn ra thời gian qua. Mặt trận Tổ quốc tỉnh vừa tiến hành trao hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết cho hai hộ gia đình trên địa bàn xã Phú Thịnh và xã Minh Tiến, huyện Đại Từ. Đây là hai hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở, nhờ số tiền hỗ trợ của Ban vận động quỹ vì người nghèo tỉnh và các nhà hảo tâm cùng với sự hỗ trợ của anh em dòng họ, hai gia đình đã hoàn thành ngôi nhà khang trang, kiên cố. Trao số tiền 50 triệu đồng cho mỗi gia đình để hỗ trợ xây nhà, đồng chí Dương Văn Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh mong muốn các gia đình tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, phấn đấu vươn lên thoát nghèo, tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động ở địa phương, đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ và động viên các gia đình yên tâm lao động sản xuất, vươn lên trong cuộc sống. Nhân tháng cao điểm vì người nghèo năm 2023, ngày 17 tháng 10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tiếp nhận ủng hộ 50 triệu đồng vào quỹ vì người nghèo từ công ty Than Khánh Hòa và số tiền trên 21 triệu đồng từ Công đoàn Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên. Sự đóng góp của các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn sẽ hỗ trợ thêm nhiều hộ nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tháng cao điểm vì người nghèo năm 2023 diễn ra từ ngày 17 tháng 10 đến ngày 18 tháng 11 năm 2023 nhằm kêu gọi, vận động các nguồn lực trong cộng đồng xã hội chung tay giúp đỡ người nghèo để không ai bị bỏ lại phía sau. Mới đây tại thành phố Phổ Yên, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tổ chức tọa đàm giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của Ban Thanh tra Nhân dân, Ban Giám sát Đầu tư của cộng đồng ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Hiện nay toàn tỉnh có 177 Ban Thanh tra Nhân dân và 405 Ban Giám sát Đầu tư của cộng đồng ở các xã, phường, thị trấn. Từ năm 2017 đến nay, các Ban Thanh tra Nhân dân đã tổ chức giám sát trên 3.000 cuộc, kiến nghị với chính quyền các cấp, các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết hơn 260 vụ việc. Các Ban Giám sát Đầu tư của cộng đồng đã tổ chức hơn 4.700 cuộc giám sát các công trình xây dựng, phát hiện, kiến nghị hơn 400 nội dung. Qua đó góp phần phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, chống tham ô, lãng phí, tiêu cực, tăng cường dân chủ ở cơ sở, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân. Tại buổi tọa đàm, các ý kiến tham luận đã tập trung làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức và hoạt động của các ban trong quá trình thực hiện giám sát và kiến nghị sau giám sát, công tác chỉ đạo, hướng dẫn của Mặt trận Tổ quốc các cấp đối với hoạt động của các ban, đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm thực tế và đề xuất những giải pháp, cơ chế cụ thể để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả giám sát của các ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng trong thời gian tới. Đoàn công tác khảo sát kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng huyện Định Hóa đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã làm việc với xã Tân Dương và xã Tân Thịnh, đi thực tế tại một số mô hình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn và nghe báo cáo kết quả, trao đổi trực tiếp với lãnh đạo, người dân địa phương. Qua quá trình thực tế, đoàn công tác chỉ ra những tồn tại, vướng mắc, bất cập, đồng thời ghi nhận các đề xuất, kiến nghị của lãnh đạo, nhân dân địa phương trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch. Thưa quý vị và các bạn, bám sát chủ trương, mọi người dân phải được thụ hưởng thành quả phát triển. Năm 2023, công tác giảm nghèo và an sinh xã hội tiếp tục được tỉnh Thái Nguyên quan tâm chỉ đạo và triển khai thực hiện có hiệu quả. Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã tích cực vận động các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm góp sức cho công tác giảm nghèo trên địa bàn. Xóm Cà Đơ, xã Lam Vĩ là xóm khó khăn nhất của huyện Định Hóa. Để giúp bà con phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, những năm qua, chính quyền địa phương đã vận động bà con xóa bỏ những tập tục lạc hậu, đoàn kết, giúp đỡ nhau vươn lên xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng, không trông chờ, ỷ lại vào sự trợ giúp của nhà nước. Nhờ đó đến nay, Cà Đơ chỉ còn 5 hộ nghèo, giảm hơn 10 hộ so với cách đây 5 năm. Hiện tại thì nó cả điện thì cả đường thì nó đỡ hơn nhiều. Mình có cái gì đi lai đi bán thì nó cũng dễ. Theo số liệu thống kê, trên đến cuối năm 2022, toàn tỉnh giảm gần 10.000 hộ nghèo, hộ cận nghèo, trong đó hộ nghèo tỷ lệ giảm 1,79%. Hộ cận nghèo tỷ lệ giảm 1,19%, người nghèo từng bước được tiếp cận với các dịch vụ xã hội cơ bản. 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo được hưởng các chính sách về bảo hiểm y tế, trợ cấp xã hội, hỗ trợ tiền điện, miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo quy định. Năm 2023, tỉnh dự kiến sẽ giảm 1% số hộ nghèo và 0,4% số hộ cận nghèo để đảm bảo kế hoạch giảm nghèo giai đoạn 2021-2025. Để góp phần thực hiện mục tiêu này,
thời gian vừa qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động mọi tầng lớp nhân dân, các cơ quan, đơn vị địa phương, doanh nghiệp chung tay góp sức ủng hộ quỹ vì người nghèo và tham gia các hoạt động xã hội, qua đó góp phần chăm lo, giúp đỡ hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn toàn tỉnh. Truyền thống của người Việt Nam chúng ta thì cũng cứ tương thân tương ái, lá lành bọc lá rách. Mỗi một cái việc làm của công ty cũng như bản thân chúng tôi là tôi thấy cũng giảm bớt những khó khăn của người dân, các cái đồng bào dân tộc, thì tôi thấy là cái niềm vui cũng như cái trách nhiệm của mỗi một doanh nghiệp cũng như mỗi một cái người dân. Chú trọng làm tốt công tác xóa nhà tạm, nhà rột nát, các địa phương đã chỉ đạo các phòng ban liên quan phối hợp với các xã, thị trấn tích cực rà soát và huy động các nguồn lực từ quỹ vì người nghèo, nguồn vốn xã hội hóa, đóng góp của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân để giúp các hộ khó khăn về nhà ở. Hai mẹ con bà Lê Thị Tính ở tổ 4, phường Phú Xá vui mừng khôn xiết khi ngôi nhà mới đã hoàn thành sau bao ngày mong ngóng. Tuổi cao, sức yếu, cô con gái lại bệnh tật khiến bà chưa từng dám mơ về một căn nhà mới khang trang, kiên cố. Nhờ các nguồn lực từ quỹ hỗ trợ của thành phố, chính quyền địa phương và sự chung tay góp sức của bà con lối xóm, anh chị em dòng họ, ước mơ của bà đã thành hiện thực. Cái hoàn cảnh của em gái tôi thì cũng nhà ở nó cũng chật hẹp và dột nát, thì cũng đã được cái sự quan tâm, giúp đỡ và hỗ trợ về tinh thần và vật chất, cũng thay mặt cho gia đình là cũng xin gửi lời chân thành cảm ơn. Nếu như mà không có cái sự hỗ trợ của Đảng và chính quyền địa phương các cấp thì có lẽ không bao giờ làm được cái căn nhà như thế này. Theo thống kê, đến hết tháng 9 năm 2023, trên địa bàn toàn tỉnh Thái Nguyên đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa được 820 nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo, cận nghèo với tổng kinh phí hỗ trợ khoảng trên 46 tỷ đồng. Những cái hoạt động này đều đã được mang được lại cái sức thuyết phục, cũng sức lan tỏa, quản lý và sử dụng quỹ người nghèo của phường đạt được hiệu quả như vậy. Nên là cái sự kêu gọi, ủng hộ, giúp đỡ của các ban ngành đoàn thể, của cộng đồng, của các doanh nghiệp đều đã nhận được cái sự quan tâm. Hưởng ứng phong trào cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, tháng cao điểm vì người nghèo năm 2023 do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức từ ngày 17 tháng 10 đến ngày 18 tháng 11 năm 2023, tỉnh Thái Nguyên xác định đây là dịp để đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả công tác chăm lo đến người nghèo. Thông qua đó phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, cùng chung tay góp sức, ủng hộ, giúp đỡ hộ nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Theo đó, trong tháng cao điểm, các nội dung chính được triển khai gồm đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của nhà nước về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, phong trào thi đua Thái Nguyên chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, vận động sử dụng các nguồn lực hỗ trợ của nhà nước, cộng đồng, xã hội đối với người nghèo trong thời gian qua, khơi dậy ý chí tự vươn lên thoát nghèo. Tháng cao điểm vì người nghèo năm nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện đã chỉ đạo, hướng dẫn và vận động ủng hộ xây dựng quỹ vì người nghèo, phấn đấu đạt trên 500 triệu. Để đạt được mục tiêu đó, thì Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện đã phối hợp với các cấp, các ngành, với các tổ chức thành viên tập trung tuyên truyền về tinh thần tương thân tương ái của dân tộc ta. Về mức vận động, mỗi cán bộ, công chức, người lao động đang làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị, lực lượng vũ trang, công nhân, người lao động trong các doanh nghiệp ủng hộ từ một ngày lương trở lên, khuyến khích và hoan nghênh sự tham gia đóng góp, ủng hộ quỹ vì người nghèo và các chương trình an sinh xã hội ở mức đóng góp cao của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm. Để triển khai thực hiện tốt cái phong trào chung sức vì người nghèo đó, thì chúng tôi tiếp tục thực hiện tốt cái công tác tuyên truyền là cái khâu chúng tôi cho rằng là quan trọng nhất. Cái thứ hai là chúng tôi tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các cấp, của các cái ban vận động các cấp để tham gia trong cái phong trào người nghèo. Mặt trận Tổ quốc cũng cam kết là sẽ công khai, minh bạch tất cả các sự đóng góp của các cái tổ chức cá nhân đối với chăm lo người nghèo và triển khai kịp thời đến với người dân trong cái hoạt động, cái phong trào chăm lo cho người nghèo trong thời gian qua cũng như là trong thời gian tới. Phong trào thi đua vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, và tháng cao điểm vì người nghèo năm 2023 sẽ tiếp tục nối dài những hoạt động nhân ái của cộng đồng, huy động và phối hợp các nguồn lực để thực hiện trên tinh thần tự nguyện, tự giác. Đây sẽ là đợt cao điểm vận động toàn xã hội
chung tay chăm lo, giúp đỡ các gia đình, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên toàn tỉnh. Đây sẽ là nền tảng quan trọng để địa phương tiếp tục làm tốt công tác giảm nghèo, giữ vững trụ cột an sinh xã hội, tạo đà cho sự phát triển của địa phương trong thời gian tới. Đến đây, chuyên mục Đại đoàn kết của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.